bên Âu. Các bạn, đây là khách hàng đến với dịch vụ căng chỉ nâng cơ để xóa sẹo, và cái phần sẹo ở đây nó sẽ được xóa đi. Đó. Thế thì phụ nữ khi mà đến tuổi nào đó thì cũng sẽ bị sẹo ở hai cái phần này, cái mặt nó sẹo thì nó sẽ bị giả. Đó. Hai cái phần này. Đó. Bên này là làm xong rồi nhá, kéo bên này. Đấy. Thì cũng có một số trường hợp là khi mà chúng ta làm thì không nhất thiết phải là nó phải sẹo quá mới làm, mà chúng ta sẽ phải làm sớm hơn. Ví dụ nó hơi có dấu hiệu một chút là chúng ta làm thì nó rất đẹp và nó giữ được bền, và lúc đấy thì cái da của mình nó sẽ không bị trùng nữa. Nhưng nếu mà đã để nó trùng rồi mà kéo lên nữa thì nó sẽ không được đẹp như là lúc mới, mà cái khắc phục đó nó còn rất là mệt, nên là nên làm sớm. Như trường hợp này là khách hàng làm sớm này. Đó. Thì tất cả những cái đường này đã được đưa chỉ vào, được kéo lên như này. Đó, kéo lên như này. Và chúng ta sẽ xem một cái tôi làm một cái chỉ sợi chỉ đưa vào, và hoàn toàn không đau nhé. Có đau không em? Đứng đưa ra một chút. Rất thoải mái đúng không? Gọi là cười không được hết cỡ đâu. Từ từ, mình sẽ được cười hết cỡ mà. Từ từ, mình sẽ được cười hết cỡ. Rồi đấy, cái chỉ đã được đưa vào trong. Bây giờ chúng ta sẽ kéo lên. Đấy, ta sẽ kéo lên này để cho cái cơ này nó kéo như này. Đấy, cái phần mã này nó sẽ bị hết sẹo này. Đấy, đúng không? Đấy, nhìn thấy không? Nó sự chuyển động luôn của cái phần mã này, rất là khác biệt luôn nhé. Đấy, kéo lên biết đây này. Đấy. Rồi. Nhá. Biết này. Biết một cái là chỉ nó răng nó bám luôn đấy, nó sật luôn này. Nó bám luôn, đây cái phần này nó sẽ kéo lên luôn. Làm không đau tí gì anh nhỉ? Có cái ngủ giấc dậy là xong. Đấy, nghe như là massage sướng. Đấy. Căng chỉ nâng cơ rất đơn giản nhé. Các bạn thấy không ạ? Rất đơn giản mà nó sẽ rất là dài, hiệu quả luôn. Ví dụ như phần này, sau khi cái phần má này nó bị sẹo xuống kéo lên rồi thì cái chỉ này nó sẽ xảy tự sinh ra cái collagen mà nó làm đầy lên đây, nó làm cho cái phần này nó căng lên. Đó, nhìn nó rất là xịn mịn luôn. Ok, xong rồi.